Trong 2 ngày, 13 và 14 tháng 7, Báo Tây Ninh tổ chức tập huấn kỹ năng chụp ảnh và sản xuất phóng sự trên smartphone cho hơn 60 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Báo Tây Ninh và cộng tác viên đến từ Trung tâm Văn hóa Truyền thanh chính huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị, sở ngành tỉnh. Buổi tập huấn do Thạc sĩ Đinh Ngọc Sơn, Phó trưởng khoa Phát thanh Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền hướng dẫn. Học viên tham dự tập huấn được giảng viên Đinh Ngọc Sơn giới thiệu và hướng dẫn một số ứng dụng để sản xuất tin phóng sự trên thiết bị di động nhanh và hiệu quả. Đồng thời, hướng dẫn học viên các kỹ năng chụp ảnh, quay phim, kỹ năng phỏng vấn trên điện thoại như bố cục hình ảnh, góc chụp, góc quay, ánh sáng hợp lý khi tác nghiệp trên điện thoại di động thông minh. Bên cạnh các kỹ năng cơ bản, Thạc sĩ Đinh Ngọc Sơn còn hướng dẫn ứng dụng và cách sử dụng các phần mềm dựng phim để sản xuất phóng sự trên smartphone như phần mềm iMovie, KineMaster, Viva Video, v.v. Cách ghi và dựng hình, phỏng vấn, dẫn hiện trường, soạn thảo văn bản để bắt kịp xu hướng hiện đại, đặc biệt với loại hình báo điện tử vì tính nhanh, kịp thời và chính xác, dễ dàng thu hút người đọc, người xem. Thông qua các nội dung tập huấn, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, cộng tác viên trên địa bàn tỉnh có thêm một công cụ tác nghiệp có chất lượng, tiện dụng và nhanh chóng để sản xuất tin bài, media, đăng báo.